Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định số 1855 về việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2020. Theo đó, Bà Rịa Vũng Tàu có 35 sản phẩm được công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh. Kết quả này ghi nhận những nỗ lực của các doanh nghiệp trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, xây dựng uy tín thương hiệu. Chương trình hôm nay chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị một số sản phẩm được bình chọn năm nay. Công ty trách nhiệm hữu hạn nuôi trồng nấm Hòa Long ở xã Hòa Long, thành phố Bà Rịa đi vào hoạt động từ năm 2016. Ngành nghề chủ yếu của công ty là nuôi cấy, sản xuất, chế biến và kinh doanh các sản phẩm từ nấm đông trùng hạ thảo. Từ khi đi vào hoạt động đến nay, năm nào công ty cũng có sản phẩm được bình chọn là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Năm 2020, công ty gửi tham gia và được bình chọn với hai sản phẩm là bột ngũ cốc đông trùng hạ thảo và rượu đông trùng hạ thảo. Đạt giải như vậy thì bản thân doanh nghiệp mình tự tin hơn khi là cái sản phẩm của mình được sự công nhận, mọi người biết đến và cái chất lượng. Thì cái đó là một cái cơ hội rất tốt để cho quảng bá sản phẩm. Doanh nghiệp cam kết 100% theo tất cả những cái tiêu chí mình đã đi xét nghiệm và mình đã tự công bố với Sở Công Thương.